Mặc dù bão Noun có hướng không vào biển Đông, tuy nhiên do là cơn bão đầu mùa lại có cường độ mạnh nên có diễn biến khó lường. Ngoài ra thì theo các chuyên gia khí tượng cũng trong tháng năm này có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông nhưng chưa có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta. Theo phản ánh của người dân đến đường dây nóng của kênh VTC14, ngày hôm nay một cháu bé 13 ngày tuổi đã tử vong sau khi tiêm vaccine tại trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, cháu bé Trịnh Thanh Bình, 13 ngày tuổi, trú tại xóm 12 xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, đã được đưa đến trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm mũi vaccine phòng bệnh lao. Đây cũng là mũi vaccine đầu tiên cho bé được tiêm. Mũi vaccine được thực hiện vào lúc 8 giờ sáng, khoảng một tiếng sau khi trở về nhà, cháu bé có dấu hiệu tím tái toàn thân, được người nhà đưa trở lại trạm xá rồi sau đó đưa lên bệnh viện huyện Thọ Xuân, tuy nhiên thì đã tử vong sau đó. Người nhà cháu bé cho biết là trong quá trình cấp cứu, phía trạm y tế xã đã không hỗ trợ đưa bệnh nhân lên tuyến trên.